Thì các bạn mà bận như Thao vừa rồi vừa nói, bận vào trong cái lịch của Thao ấy, thì các em có thể chọn cái buổi mà cô có cái lịch thực hành đấy để các em đi vào, cô vẫn cho phép như vậy, bởi vì là các em là thực hành trong quá trình này là online mà, nhớ chưa? Thì các em nhìn cái lịch đấy nhá, chứ không phải là tổ thì vẫn giữ cái tổ như cũ của cái lịch trên quản lý đào tạo, còn cái lịch thực hành là lịch mới mà cô vừa gửi, được chưa? Còn bạn nào thắc mắc gì về cái phần lịch thực hành nữa không ạ? Cô chủ nhiệm, cô Này không có kíp hai hả cô? cái gì không có kíp hai, Thực hành ấy cô. thực hành thì có thứ bảy là có kíp hai em. Em ơi cô. Lịch là có kíp hai cô nhỉ? Nên thứ bảy chỉ có ngày thứ bảy là có kíp hai thôi, có Em ơi K2 đúng không? cô. Em nói đi. À, em xin lỗi tôi, cô Thảo cứ nói nốt đi ạ. Ừ không, không cô đang trả lời bọn em mà. À, kiểu như là thứ bảy của tuần sau ấy ạ. Bọn em cũng có lịch thực hành của môn này và cũng có lịch thực hành của môn thực hành cơ sở đấy. Đúng Thì rồi. cô cho phép bọn em là đổi từ tuần sau sang đến thứ bảy, à thì là đến trưa mai thực hành buổi đầu Được. tiên được luôn rồi. Được, được, được. Cô đã bảo rồi mà, bọn em cứ đi vào và lúc mà vào buổi thực hành thì báo cô nhé. Dạ Em vâng. cứ chủ động sắp xếp thì báo cô, bởi vì cái này thực hành online cho nên là không có vấn đề gì cả. Dạ dạ vâng, Em cứ em chuẩn cảm bị ơn máy cô. tính của các em thôi. Rồi, nào cô chào mình. Hôm nay chúng ta sẽ đi vào với cái nội dung mà chúng ta nói về cái phần về quá trình AD và các em ạ. Và cái quá trình AD này là một trong những cái phần nội dung mà tương đối là lớn ở trong cái phần nội dung chương 3 sau cái phần mã hóa nguồn theo hai cái phương pháp mà cô trò mình đã nói phần trước rồi. Để chúng ta nói với Lendozip và với cái Hamman. Thì hôm nay chúng ta sang với cái nguồn liên tục và cái quá trình của chúng ta thực hiện đấy là quá trình số hóa tín hiệu liên tục và chúng ta thực hiện quá trình AD. Và theo một cái phương pháp mà chúng ta đã nói là chúng ta sẽ xét rất kỹ nó, đấy là PCM hay còn gọi là điều chế sung mã. Cả lớp nhá, PCM thế này. Thì ở đây cô đưa lại trên slide các em, tất cả cả lớp vào đi nha. Chú ý này, vì phần này đó là liên quan đến cái bài thực hành số 2 của chúng ta, cho nên là cái phần nhất là bài tập, lát nữa cô nói là các em phải nhìn chú ý kỹ. Bởi vì về mặt thuật toán, chúng ta phải thực hiện được nó thì chúng ta mới sử dụng nó để mô phỏng được chứ. Nhớ nha. Thì đây là ba bước của quá trình AD theo PCM. Đây là một cái hình vẽ tương đối là trực quan cho các em nhìn thấy được ba bước và nó được thực hiện từ trái sang bên phải. Bước thứ nhất chính là bước lấy mẫu hay còn gọi là điều chế biên độ xung hay còn gọi là tín hiệu, tạo ra tín hiệu PAN. Thì lát nữa vào đấy thì cô sẽ nói sau. Thì đây chính là quá trình rời rạc hóa tín hiệu liên tục. Như vậy, sau cái quá trình thứ nhất là lấy mẫu, chúng ta đã đưa ra được một cái dãy xung rời rạc. Và các em thấy là có cái biên độ của dãy xung này, nó chính là biên độ của tín hiệu tương tự. Được không ạ? Và cái độ rộng và cái chu kỳ của cái tín hiệu lấy mẫu ra đây này, mà dãy xung này này, thì nó sẽ xác định, nó quyết định bởi chính là định lý lấy mẫu. Tiếp theo, sang cái bước thứ hai chính là cái bước lượng tử hóa. Với cái mục đích tức là tạo ra tập các cái giá trị nguyên để phục vụ cho quá trình của bước 3, đấy là bước mã hóa. Bởi vì chỉ có các giá trị mẫu này thể hiện dưới tập các giá trị nguyên thì mới mã hóa được. Và cái bước thứ ba là thực hiện mã hóa từng cái giá trị nguyên của các giá trị mẫu sau quá trình lượng tử hóa, tức là quá trình xấp xỉ hóa này, và thực hiện để tạo ra, và đây đối với chúng ta đấy chính là gì ạ? Một chuỗi bit nhị phân. Trong hệ nhị phân mà chúng ta đã thấy, chúng ta nhìn thấy cái chuỗi 0011 vân vân, đấy là chúng ta cái quá trình AD kết thúc. Như vậy nhìn trên cái sườn này để chúng ta có cái trực quan nhất, và hôm nay cô trò mình bắt đầu đi vào cái anh bước thứ nhất một. Cô viết lên trên này, bước 1 là lấy mẫu. Bước 2 là lượng tử hóa. Và bước 3 là mã hóa. Như vậy hôm nay cô trò mình lần lượt đi vào, đấy là lấy mẫu. Bước thứ nhất, lấy mẫu. Bước thứ nhất là lấy mẫu. Được chưa? Bước thứ nhất là lấy mẫu. Thì các em nhìn này. Bây giờ tôi vẽ ở trên cái tờ giấy này của tôi để tôi nói này. Đây. Thứ nhất, giả sử tôi có một cái tín hiệu tương tự của anh ta, tương tự như thế này, liên tục. Các em thấy rồi. Anh này là liên tục kể về mặt biến và biên, đúng không ạ? Thằng này là tín hiệu tương tự, đúng rồi, liên tục cả biên và liên tục cả biến, được chưa? Bây giờ tôi sử dụng một cái dãy xung lấy mẫu, và cái dãy xung của anh ta tôi đang sử dụng đây là một cái dãy xung vuông. Các em nhìn này, nhìn cô vẽ,
Chúng ta vẽ theo đi ạ. Đây, dãy xung lấy mẫu. Thì cái dãy xung lấy mẫu này có độ rộng là tô, tô. Chu kỳ lấy mẫu là TS. Các em nhìn, tô. Và tôi gọi anh này đấy chính là PS của NTS, gọi là dãy xung lấy mẫu. Đây là tín hiệu tương tự mang thông tin. Được chưa? Đây là dãy xung lấy mẫu. Đây chính là dãy xung lấy mẫu. Và quá trình để tạo ra cái tín hiệu sau khi lấy mẫu, chúng ta gọi là tín hiệu PAM đấy, là cái gì? Cô vẽ cái đường bao của thằng tín hiệu tương tự ban đầu, cô vẽ nét đứt, các em nhìn nhá, nét đứt. Còn cái dãy xung lấy, dãy xung rời rạc ra này, nó đây. Đây. Anh ta đây. Anh ta đây. Đây. Đó. Các em nhìn thấy chưa? Và độ rộng của dãy xung này tô, chu kỳ TS này là tương ứng với cái dãy xung lấy mẫu. Như vậy tôi muốn nói rằng là tín hiệu PAM này, tôi gọi nó là X-PAM. Sau khi lấy mẫu gọi là tín hiệu X-PAM NTS này, hay còn gọi là XS cũng được. Một số lúc hoặc là các tài liệu có thể họ viết nó là XS NTS cũng được cả lớp nhé. Đây là tín hiệu đã sau khi đã lấy mẫu. Còn đây cô trò mình thể hiện hẳn nó luôn là tín hiệu cũng sau khi lấy mẫu, nhưng mà ta ký hiệu dưới dạng là tín hiệu điều chế biên độ xung PAM. Không có gì khác nhau cả. T. Như vậy cái dãy xung này, rời rạc này, đây là cái dãy xung sau khi lấy mẫu, nhưng mà quá trình rời rạc hóa đã hoàn thành. Thế là cô mới nói, trong cái khái niệm về điều chế mà các em đã học ở trong phần tương tự, các em có khái niệm AM, FM và PM, tức là thay đổi các cái tham số của sóng mang theo tín hiệu mang tin của chúng ta. Nhưng mà sóng mang lúc đó các em đang xét đấy là sóng mang dưới dạng hàm điều hòa. Thì hàm điều hòa thì em có này, có biên độ, có tần số, có pha. Đúng không ạ? Giả sử ví dụ hàm của anh ta đấy là A sin omega. A sin của 2pi ST cộng với phi nào đó. Như vậy chúng ta có A biên độ, có S là tần, có phi là pha. Như vậy ba cái tham số cơ bản đấy của sóng mang thay đổi theo tín hiệu mang tin thì chúng ta có quá trình AM, FM và PM. Em đã nói. Vậy điều chế tức là thay đổi các cái tham số của sóng mang theo cái tín hiệu mang tin hay tín hiệu hữu ích của cô trò mình ấy. Nào, thế bây giờ sóng mang trong trường hợp này nó không phải là tín hiệu của hàm điều hòa nữa mà nó là một dãy xung. Thì có phải là điều chế không? Có chứ, nó vẫn là gì? Vẫn là điều chế. Khái niệm mới là điều chế, cho nên cô muốn giải thích là vì sao ở đây nó lại gọi là PAM, tức là điều chế biên độ xung. Này các em này có này, full amplitude modulation. Khái niệm này lấy mẫu chính là khái niệm điều chế biên độ xung. Được chưa? Thì đây nhá. Thì bây giờ trong trường hợp này, cái sóng mang của cô trò mình nó là một dãy xung. Thì dãy xung thì có cái gì? Tham số nào của xung? Thứ nhất, có biên độ của xung. Thứ hai, có vị trí của xung. Thứ ba, có độ rộng của xung. Đúng không ạ? Và tương ứng như vậy, chúng ta có cái khái niệm là điều chế biên độ xung, vị trí xung, độ rộng xung. Như vậy thì biên độ thể hiện như nào? Tức là bây giờ tôi thay đổi cái biên độ của cái dãy xung là cái sóng mang này đây theo cái tín hiệu mang tin là cái thằng tương tự này. Và rõ ràng là đây rồi, anh ta tạo ra cái tín hiệu sau này gọi là tín hiệu điều chế biên độ xung. Bởi vì biên độ của thằng này vừa thay đổi cho thằng này và tạo ra đây. Bởi vì cái dãy xung rời rạc này thì rõ ràng biên độ của anh ta tạo ra chính là biên độ của thằng tương tự ban đầu. Cho nên tôi đang vẽ cái đường bao này, các em nhìn này. Đấy chưa? Cho nên một lần nữa cô muốn nói đến khái niệm ở đây của chúng ta, quá trình lấy mẫu chính là quá trình điều chế biên độ xung. Và thực ra cô hỏi về mặt phần cứng mà nói, các em nhìn thấy cái quá trình tạo ra tín hiệu PAM này được thực hiện từ hai anh này thông qua một bộ gì hay một chuyển mạch như thế nào? Cô muốn hỏi. Nhân chia, cộng trừ, tích phân, vi phân. Nhân ạ. Đúng rồi. Đây này, các em nhìn này, thông qua một bộ nhân, tức là hai thằng này nhân, và thực ra là nó là chính là một chuyển mạch. Đúng không ạ? Hai vào một ra. Thì các em ơi, cái quá trình này này chính là quá trình lấy mẫu tự nhiên. Cho nên A, phương pháp
Thứ nhất gọi là phương pháp lấy mẫu tự nhiên. Như vậy, trong lấy mẫu có hai phương pháp. Một là phương pháp lấy mẫu tự nhiên, hai là phương pháp lấy mẫu tức thời. Thì đây đang là lấy mẫu tự nhiên. Như vậy, tóm lại lấy mẫu tự nhiên tức là tạo ra cái dãy xung rời rạc này, thì cái đường bao của cái thằng tín hiệu của dãy xung rời rạc đấy nó chính là đường bao của thằng tương tự. Đấy chưa? Quá trình này gọi là quá trình lấy mẫu tự nhiên. Cô đi vào quá trình lấy mẫu tự nhiên. Em nhìn này, lấy mẫu tự nhiên. Thì hôm trước thì cô trò mình đã nói về cái định lý lấy mẫu rồi đúng không ạ? Phát biểu định lý lấy mẫu xong rồi đúng không ạ? Hoa nhìn lại cho cô với. Dạ em thưa cô là hôm trước em chưa nhìn thấy ạ. Chưa biết vào ạ. Chưa biết về cái định lý lấy mẫu ạ. Rồi, hôm trước cô mới giảng về PAM nữa ạ. Giảng về PAM rồi đúng không? Bây giờ định lý lấy mẫu này. Được rồi, như vậy chúng ta sẽ chung nhau này. Thế vậy các em nhìn thấy này, cái định lý lấy mẫu là nó được thực thể hiện cho cái việc là khôi phục lại đường bao của tín hiệu tương tự, tức là thằng này này khôi phục lại từ các cái xung lấy mẫu này, từ cái xung sau khi đã lấy mẫu này, cái tín hiệu thu được thì gọi là tín hiệu PAM, từ tín hiệu PAM để khôi phục được cái tín hiệu tương tự ban đầu. Thì các em thấy là các cái xung này anh ta phải đủ gần nhau, tức là TS này này, này gọi là chu kỳ lấy mẫu. Anh này gọi là chu kỳ lấy mẫu cả lớp nhé. TS là chu kỳ lấy mẫu. Và TS chính là bằng 1 trên FS và FS gọi là tần số lấy mẫu. Tần số lấy mẫu. Cả lớp nào, FF gọi là tần số lấy mẫu. Tức là lấy mẫu thực tế đấy. Lấy mẫu thực tế với tần số như thế nào, chu kỳ như thế nào thì nó liên quan đến cái khoảng cách này. Ta gọi là độ rộng, à quên xin lỗi là chu kỳ. Chu kỳ. Và cái độ rộng tô này anh ta muốn tạo ra cái dãy xung này là bao nhiêu thì nó sẽ được điều khiển bởi cái dãy xung lấy mẫu này. Cả lớp nhá. Thì định lý này nói lại này là để khôi phục lại tín hiệu tương tự ban đầu từ cái dãy xung lấy mẫu thì cần phải lấy mẫu với cái tần số FS lớn hơn bằng 2 lần Fmax. Định lý lấy mẫu. Như vậy định lý lấy mẫu đấy là quyết định bởi cái việc là để khôi phục chính xác thì cần phải lấy mẫu với cái anh này, đóng khung vào. Cần phải lấy mẫu với cái tần số là FS phải ít nhất phải lớn bằng 2 lần Fmax. Trong đó F Nyquist viết tắt là FN chính là cái giới hạn bằng 2 lần Fmax, gọi là F Nyquist, tần số Nyquist. Và lúc đó TN chính là bằng 1 trên FN gọi là chu kỳ Nyquist. Các bạn nhớ chưa? Chu kỳ Nyquist. Như vậy sau chúng ta cứ ký hiệu là FN gọi là lấy mẫu với tần số bằng tần số Nyquist là chúng ta đã hiểu cái thằng này rồi. Đây, chu kỳ Nyquist. Cần phải lấy mẫu với cái tần số lớn hơn bằng 2 lần Fmax. Định lý lấy mẫu. Bây giờ ta quay lại với cái khái niệm về chúng ta vừa nói về cái lấy mẫu tự nhiên. Lấy mẫu tự nhiên thực ra chúng ta vừa nói rồi, anh ta thực hiện thông qua một cái chuyển mạch. Nếu mà xét về mặt phần cứng chúng ta nhìn thấy này, anh ta nó chính là một cái chuyển mạch thực hiện nhân, tức là hai vào một ra. Một đầu vào của anh ta là tín hiệu tương tự và một đầu vào nó chính là cái dãy xung lấy mẫu, và trong quá trình này nó chính là một dãy xung clock. Và chúng ta ra chúng ta sẽ có được cái tín hiệu tương tự, tín hiệu sau khi lấy mẫu gọi là FST, NTS hay chúng ta gọi là PAM đấy. Tín hiệu PAM. Như vậy thì cô quay lại với cái slide này. Các em nhìn trên slide này thì chúng ta sẽ phân tích để chúng ta nhìn thấy được cái bản chất của cái tín hiệu lấy mẫu và sau khi lấy mẫu của anh ta như thế nào này. Giả sử tôi có hình A là tín hiệu tương tự liên tục kể cả biên và biến. Hình C là cái dãy xung lấy mẫu của tôi. Và hình E chính là cái tín hiệu sau khi lấy mẫu và chúng ta gọi là lấy mẫu tự nhiên đấy. Thực hiện thông qua một bộ nhân chúng ta vừa nói. Thì tương ứng này, hình B nó chính là phổ của tín hiệu tương tự ban đầu. Vì các em biết rồi, tín hiệu này tôi giả sử tôi coi như là anh ta là không tuần hoàn, cho nên là tín hiệu phổ của anh ta sẽ là phổ liên tục, và giả sử anh ta như là cái hình vẽ B. Hình C tương ứng có hình D chính là phổ của dãy xung lấy mẫu. Vì sao anh ta lại như thế kia? Vì các em biết là gì? Phổ của cái xung vuông, cái hàm rect ấy,
bên miền tần số nó chính là một cái hàm sin c, tức là hàm sin x trên x, cho nên các em nhìn thấy đường bao của hắn ta đấy chính là hàm sin c đấy, đường bao của hắn ta là hàm sin c, sin x trên x. Ngoài ra các em biết rồi, phổ của một tín hiệu tuần hoàn, bởi vì cái dãy xung lấy mẫu của trò mình ở đây nó là tuần hoàn, mà tuần hoàn với chu kỳ là TS, tương ứng với chu kỳ lấy mẫu mà, thì phổ của tín hiệu tuần hoàn cho cô hỏi nó là phổ rời rạc hay là phổ liên tục. Nhìn lại, nhớ lại chương 2. Nhớ lại chương 2 cho cô. Phổ của tín hiệu tuần hoàn nó là phổ liên tục hay phổ rời rạc? Ngoan. Dạ. Cho cô hỏi, phổ của tín hiệu tuần hoàn nó là phổ liên tục hay phổ rời rạc? Phổ của tín hiệu liên tục. Phổ của tín hiệu tuần hoàn. Các em có nhớ hôm trước cô trò mình trong chương 2 chúng ta đã xét hai cái bài toán, một là hàm E mũ trừ AT không? Có. Hai là hàm sin không? A sin không? Vâng vâng đúng không? Vâng, rồi như vậy. Như vậy thì cái tín hiệu tuần hoàn của chúng ta chính là tín hiệu sin đấy, thì các em thấy phổ của nó là phổ gì? Cô hỏi gốc quá đi. Phổ của nó được xác định thông qua hàm Dirac phải không ạ? Dạ vâng. Em nhìn lại chương 2 nhé các em ơi. Chương 2 vì sao cô lại phải đưa cái chương 2 đấy vào, phải nhét cái chương 2 đấy vào là vì sao? Vì chỉ vì có cái chương 2 đấy thì các em mới hiểu được những cái đằng này, đằng đằng sau này. Chứ khi mà các em học trong cái phần toán, các em chỉ nói cái khái niệm về cái phép biến đổi thôi, nhưng mà chưa đi vào cụ thể như cô trò mình ở đây. Cho nên cô phải đưa cái phần chương 2, mất 2 kíp là vào đấy là như vậy đấy. Các em nhìn. Nói lại, cô vừa mới nói trên thằng FT của chúng ta là tín hiệu không tuần hoàn, thì phổ của anh ta là phổ liên tục, các em nhìn thấy dạng của hình B đấy, phổ liên tục. Thì cái hình C của chúng ta là tín hiệu tuần hoàn, có chu kỳ TS, phổ của nó là phổ vặt, tức là phổ rời rạc. Và vì phổ rời rạc cho nên nó được xác định thông qua các cái hàm gọi là xung Dirac. Dirac, cho nên các em nhìn thấy cái mũi tên tại các vạch phổ đấy không? Nó được xác định bởi các vạch phổ. Nhớ nhé, các cái vạch phổ. Và các cái vạch phổ này thì nó quyết định đến cái độ cao của anh ta, đấy chính là biên độ. Như vậy đấy chính là phổ biên độ của anh ta đấy. Phân bố về biên độ của anh ta bên miền tần số, và nó tại các cái vạch phổ rời rạc, cho nên thông qua hàm Dirac. Và đương nhiên đường bao của anh ta thì vẫn là đường bao của hàm sin C, bởi vì sao? Bởi vì xung của chúng ta là xung vuông, xung của hàm rect mà là xung vuông. Như vậy hình D chính là phổ của dãy xung lấy mẫu của hình C. Các em biết bên miền thời gian của hình ACE của chúng ta là tích thường, tức là một bộ nhân cô trò mình vừa nói. Thì cô hỏi tiếp, bên miền thời gian là tích thường thì bên miền tần số là tích gì? Tích chập à? Đúng rồi, lớp ạ. Một cái tính chất này đặc trưng cho khi mà các em xét phần hệ thống, ngay phần xử lý tín hiệu số các em đã xét rất nhiều cái này rồi. Cái bản chất các em nhìn này, nếu mà của cái phép biến đổi Fourier ấy, tần số miền thời gian cho chúng ta thấy này, tích thường bên miền thời gian thì tích chập bên miền tần số, ngược lại chập bên miền thời gian thì sẽ thường bên miền tần số. Các em nhớ chưa? Cái bản chất đấy các em nhìn đây nữa. Và ngoài ra nữa, cái đặc trưng của cái việc cái tính chất mà giữa cái xung vuông với lại là hàm sin C ấy, hàm rect với hàm sin C ấy, là cho cô trò mình còn nhìn thấy cái tính chất mà sau này chúng ta sẽ nói sau nữa. Đấy là gì ạ? Nếu như sin xung vuông, tức là hàm rect bên miền thời gian, thì sẽ là sin C bên miền tần số. Ngược lại, sin C bên miền thời gian thì sẽ là rect bên miền tần số. Cái này là một cặp. Em nhớ nhá, cái này nó luôn luôn đi cặp với nhau. Như vậy thì bản chất ấy thể hiện cho cái phần về phân tích tín hiệu của chúng ta như nào? Hàm rect ấy hả? Hàm rect thì rõ ràng là cái độ rộng của anh ta là hữu hạn. Đúng không? Hàm xung vuông mà, độ rộng của anh ta là hữu hạn rồi. Trong khi đó hàm sin C thì anh ta là gì? Trải dài ra vô hạn. Mặc dù là khi anh ta tiến tới vô cùng, OBA hay T đấy, tiến tới vô cùng thì anh ta sẽ là tiến biên độ tiến tới không. Nhưng mà vô cùng là bao nhiêu? Có nghĩa là anh ta nói rằng là trải dài ra vô hạn. Thì như vậy chúng ta còn có tính chất nữa, chưa nói ở đây giải thích, nhưng chúng ta nhìn thấy này,
hữu hạn bên miền thời gian thì sẽ trải ra vô hạn bên miền tần số, và ngược lại. Đấy là nhờ cái tính chất của rect và sin c đấy ạ. Nhớ chưa? Cái chỗ đấy lúc nào cô nói lại thì cô sẽ nói là cô đã từng nói rồi thì cho các em còn nhớ thêm một lần nữa. Như vậy thì ở bên hình BDF nó chẳng qua nó chính là tích chập. Và tóm lại chúng ta thấy được phổ của tín hiệu sau khi lấy mẫu tín hiệu PAM chính là vô số các phiên bản phổ của tín hiệu tương tự ban đầu. Em nhìn, vô số cái phiên bản phổ của tín hiệu tương tự ban đầu nhưng đã được dịch đi, tức là liên tiếp nhưng mà đã được dịch đi một cái khoảng tương ứng với số nguyên lần của tần số lấy mẫu. Như vậy tóm lại anh này, chúng ta đã dừng ở đây với cái việc nhận xét là phổ của tín hiệu sau khi lấy mẫu là bao gồm vô số cái phiên bản phổ của tín hiệu tương tự. Dừng lại đấy đã. Lát nữa đến quá trình lấy mẫu thức thời thì cô sẽ có biểu thức và cô sẽ chứng minh hoàn toàn, nói lại sau. Em nhé. Như vậy nói khác, phổ của tín hiệu sau khi lấy mẫu nó bao gồm là vô số, hay nói khác là một dãy liên tiếp của phổ của tín hiệu tương tự ban đầu nhưng mà nó được dịch đi trái hay phải một cái khoảng tương ứng với số nguyên lần của tần số lấy mẫu. Tần số đây là tần số, nếu mà trên trục omega thì nó là số nguyên lần của omega s, tần số lấy mẫu. Rồi, như vậy thì thực ra mà nói các cái biểu thức thì cô cũng đã đưa lên trên slide rồi, nhưng mà lát nữa cô sẽ chứng minh sau ở trong cái tờ giấy sau để cho các em nhìn rõ một lần nữa. Chúng ta sang với cái phương pháp thứ hai, B. Đấy chính là phương pháp lấy mẫu tức thời. Như vậy lấy mẫu có hai phương pháp, một lấy mẫu tự nhiên, hai lấy mẫu tức thời. Phương pháp thứ hai lấy mẫu tức thời, hay còn gọi là lấy và giữ mẫu, hay còn gọi là quá trình lấy và giữ mẫu, hay còn gọi nữa là quá trình tạo tín hiệu PAM đỉnh phẳng. Tín hiệu PAM đỉnh phẳng ở lớp nhé. Tín hiệu này còn gọi là tín hiệu PAM đỉnh phẳng, hay còn gọi là tín hiệu laptop PAM, tín hiệu PAM đỉnh phẳng. Như vậy thì nôm na là anh ta nhìn thấy thế nào đã nào. Đây thì ở đây ấy có cái lý do, có hai cái lý do mà người ta thấy rằng là cái phương pháp lấy mẫu tức thời này là cái phương pháp mà sẽ được sử dụng phổ biến. Em thấy là đang sử dụng phổ biến vì sao? Người ta thấy cái đối với lấy mẫu tự nhiên, các em nhìn thì cái tín hiệu lấy mẫu thì cái đường bao của cái dãy xung này nó chính là đường bao của tín hiệu tương tự. Nhưng người ta thấy là gì? Các cái giá trị mẫu này này là nó có tương quan với nhau. Tương quan, cái khái niệm ở phần chương 2 cô trò mình muốn nói đến hàm tương quan, định nghĩa cho hàm tương quan đấy chính là gì ạ? Đấy chính là cái sự độ đo, cái sự giống nhau giữa tín hiệu. Nó có tương quan tức là anh ta có cái liên kết, cái có giống nhau. Và cái việc giống nhau ấy, cho nên sau này vào cái phương pháp, những cái phương pháp đằng sau cô trò mình nói là gì? Khi mà một thằng đến thì thậm chí là có thể dự đoán được là cái anh tiếp đến là anh nào. Đương nhiên có sai số, nhưng mà sai số anh ta ở mức độ bao nhiêu, tức là có thể dự đoán được. Chứ còn nếu mà nó chả tương quan gì với nhau, nó không liên quan gì với nhau thì làm sao mà đoán được. Có lớp hiểu ý đấy chưa? Vì do nó có tương quan cho nên có thể dự đoán được, hay nói khác là nó có thể là gì ạ? Liên kết được với ai, với anh đằng sau khi mà anh đằng trước đến. Thì đây tôi muốn nói rằng là người ta thấy rằng các cái giá trị mẫu hiện là anh ta có cái tương quan với nhau. Cho nên thực tế để khôi phục lại cái đường bao của tín hiệu tương tự ban đầu này không cần sử dụng cái đường bao của dãy xung lấy mẫu này, mà nó chỉ cần sử dụng cái thông tin của tín hiệu tương tự ban đầu của chúng ta, tức là thông tin mang tin ấy, ở tại thời điểm lấy mẫu mà thôi. Nghe cô nói này, chỉ cần là gì, nó lấy cái thông tin ở thằng này thôi, lấy thông tin ở địa điểm này, lấy thông tin ở các điểm này, và nó sẽ giữ cái thông tin đấy trong suốt cái độ rộng. Như vậy với cái mục đích của cái phương pháp thứ hai, tức là tạo ra một cái tín hiệu PAM
mà trong độ rộng của nó, cái đỉnh của nó là bằng nhau, còn gọi là đỉnh phẳng. Thế này, đỉnh của nó bằng nhau, cô vẽ bởi màu đỏ, nó gọi là đỉnh phẳng. Như vậy là thì gọi là tín hiệu tam đỉnh phẳng. Và đấy là quá trình lấy và giữ, lấy và giữ, gọi là quá trình lấy và giữ mẫu, hay còn gọi là quá trình lấy mẫu tức thời. Lớp nghe chưa? Như vậy thì bây giờ quay ngược trở lại, nếu mà để lấy tức thời đấy thì bây giờ cái dãy sung của chúng ta nó không phải là cái dãy sung vuông nữa, mà nó sẽ là cái dãy sung Dirac để nó lấy mẫu tại cái thời điểm tức thời đấy. Thì quay trở lại với cái việc là chúng ta nói về cái phần cứng của thực hiện của cái quá trình này đã. Sau đấy thì chúng ta phải nói chứng minh về mặt biểu thức. Thì các em nhìn, thì để lấy và giữ được, lấy và giữ được cái giá trị này thì thực hiện thông qua một cái mạch phóng nạp của tụ C. Và trên slide của các em nhìn thấy, đây chính là mô tả cho mạch lấy và giữ mẫu. Cả lớp nhìn. Thì để giải thích được cái mạch này ấy, thì cô quay lại với cái mà cô trò mình vừa học ở kỳ trước. Kỳ trước nữa, các em nhìn. Cho cô hỏi. Các em nhìn này. Bây giờ cô xét một cái mạch phóng nạp của tụ C. Cô quay trở lại với cái mạch sơ đồ này. Cả lớp nhìn cô. Cho cô hỏi, khi khóa K ở vị trí 1 thì C sẽ gì? Nạp ạ. Đúng rồi, C nạp. UC nạp theo đường cong nào? Lớp mình. Từ E UC quần nạp. Qua R qua C hả cô? Chính là đường cong của hàm E mũ. Và anh ta chính là bằng gì? Tha vừa nói E nguồn nhân với 1 trừ cho E mũ trừ của G, T trên RC à? T nhé, T trên RC. Các em nhìn này, em tưởng có số phức. Trừ T trên RC. Và chúng ta còn viết dưới dạng là E nguồn 1 trừ E mũ trừ T trên tụ. Em nhìn chạy. Chúng ta viết dưới dạng là E mũ trừ T trên tô. Trong đó rõ ràng các em biết tô nó chính là bằng RC, gọi là gì đấy? Hằng số thời gian. Các em nhé, hằng số thời gian. Hằng số thời gian đấy quyết định đến cái gì? Lát nữa chúng ta nói sau. Và khi khóa K ở cái vị trí 1 đủ lâu theo cái mong muốn của điều khiển. Bởi vì tại cái thời điểm tức thời T bằng bao nhiêu giây đó thì chúng ta hoàn toàn biết được U trên C đang đạt một giá trị điện áp là bao nhiêu. Và đương nhiên khi tiến T tiến tới vô cùng thì UC nó sẽ đầy chính là bằng E nguồn. Nhưng vô cùng là bao nhiêu? Là bao lâu? Thì người ta thấy rằng sau 3 tô, chúng ta đã nói rồi, sau 3 tô trên thực tế là đã coi như là anh ta nạp đầy rồi. Đúng không ạ? Coi như là anh ta đã nạp đầy. Thì UC khóa K đóng về vị trí 2. Khóa K đóng vị trí 2 thì các em thấy là cái năng lượng thông qua cái giá trị điện áp trên C lúc nãy vừa tích trữ ở cái trường hợp khi K ở vị trí 1, bây giờ anh ta bắt đầu phóng ra qua R, đi phóng lúc nãy đây, bây giờ phóng ra qua R. Và cho cô hỏi, phóng theo đường cong nào? Nào, phóng theo đường cong nào? Anh ta cũng là đường cong của hàm E mũ chứ gì. Cái này chúng ta đã có bài toán làm hết rồi trong phần mạch nhé, rất kỹ rồi lớp mình nhé. E mũ trừ T trên RC, không cần phải nói lại nữa, không cần phải xây dựng lại nữa. Và anh ta chính là E nguồn, E mũ trừ T trên tô. Được chưa? Như vậy tô này nó liên quan đến thời gian phóng nạp. Tức là gì? Các em nhìn. Với một cái giá trị R thì C này nó sẽ ảnh hưởng đến tô. C càng nhỏ thì tô càng nhỏ, C càng lớn thì tô càng lớn. Như vậy tô lớn hay tô nhỏ nó đến thời gian phóng và nạp. Thì sau 3 tô, tức là ví dụ tôi nói có trường hợp là tô của tôi là tô 1, của tôi là đây.
Nhưng có trường hợp là tô 2 của tôi là tận ra đây. Và như vậy sau 3 tô chúng ta coi như là anh ta đã nạp đầy. Thì đây là 3 tô 2 chẳng hạn, trong trường hợp 3 tô 2. Em nhìn này. Như vậy trường hợp này khi mà tô nó nhỏ thì chúng ta nói là anh ta nạp nhanh. Đúng không ạ? UCT đây, tôi đang vẽ cùng trên trục như này. Và trường hợp này chúng tôi gọi anh ta là nạp chậm hơn. Cũng đến điện áp giá trị là tôi coi như là tối đa là chính là bằng em nguồn. Thì nạp nhanh thì phóng cũng nhanh. C cái việc mà cái thời gian mà đáp ứng của cái việc anh ta phóng ra nhìn trên led ấy, led của anh ta tắt rất là từ từ và chúng ta có thể là chúng ta nhìn thấy nó được, bởi vì sao? Cái thời gian mà mắt mình quan sát nó đáp ứng được với cái thời gian mà phóng của tụ C. Thế trong trường hợp là chúng ta không nhìn thấy, không nhìn thấy là vì do anh ta quá nhanh, chứ còn thằng nào nó cũng có thời gian phóng nạp hết, nhớ chưa? Thì bây giờ liên quan đến cái này, quay lại trên slide, quay lại trên slide cho cô. Thì vừa rồi cô vừa nói như thế này, cái quá trình lấy mẫu tức thời ở đây được thực hiện thông qua một cái mạch gọi cũng là mạch phóng nạp có K. Ở đây cô nói có K nhé, đây là R nhỏ và đây là C và đây là R lớn. Em nhìn R lớn thì thực tế cái E nguồn mà tôi nói lúc nãy ở đây này, thì tín hiệu của chúng ta bây giờ nó là tín hiệu tương tự. Và tín hiệu tương tự của chúng ta nó là tín hiệu điện. Cho nên nó cũng đóng vai trò như giống như là cái E nguồn của cô trò mình đấy. Tín hiệu tương tự. Đúng không ạ? Tín hiệu tương tự. Này, tôi vẽ đây. Anh ta đây. XAT. Tín hiệu tương tự của anh ta đây. Đấy chính là thằng này. Thì ở đây, người ta xác định đối với mạch này bằng cách đặt ra cái thông số này. R nhỏ C thì rất là nhỏ hơn so với tô, tức là độ rộng. Còn R lớn C rất là lớn hơn so với T, tức là chu kỳ. Chu kỳ chúng ta có thể nói chu kỳ STS cũng được, hoặc chu kỳ. Em nhìn. Thì đây này là hằng số thời gian của việc nạp. Và đây hằng số của thời gian của việc phóng. Như vậy, thằng này nó rất là nhỏ, có nghĩa là phóng rất là nồm nạp rất nhanh. Thằng này nó rất là lớn, tức là phóng rất chậm. Cái lớp nắm chưa? Bắt đầu. Tại các cái thời điểm mà chúng ta muốn lấy mẫu, tương ứng này, xung Dirac của anh ta đây. Thời điểm muốn lấy mẫu. Tại thời điểm muốn lấy mẫu, giả sử tôi đang muốn lấy mẫu tại thời điểm này. Em nhìn, dãy xung nhá. Dãy xung lấy mẫu. Giả sử tại thời điểm lấy mẫu, khóa ca nóng. Khóa ca nóng như vậy là C được nạp điện áp từ cái thằng nào? Từ cái thằng tín hiệu tương tự của cô trò mình hay đóng vai trò là nguồn đấy chứ gì? Nó là nguồn đấy gì? Nó bắt đầu được nạp. Nạp như vậy, nó nạp vì do hằng số thời gian của anh ta rất nhỏ, cho nên là anh ta nạp nhanh tức thời đến giá trị điện áp này. Em nhìn này, nó nạp nhanh đến giá trị tức thời điện áp này. Ca ngắt. Ca ngắt, bây giờ cái năng lượng ở trên C vừa mới nạp chính là giá trị điện áp tại điểm này. Bây giờ bắt đầu phóng qua R. Thì RC lại rất là lớn. Cho nên nó phóng dễ gì? Nhanh hay chậm? Phóng nhanh ạ. Nạp thì chậm. Phóng chậm. Phóng chậm ạ. Nạp đúng rồi, phóng rất là chậm. Phóng chậm có nghĩa rằng trong cái khoảng tô mà tôi đang muốn tạo ra cái độ rộng đấy thì coi như rằng anh ta phóng ra, đáng nghĩa là nhìn này, nó xuống phóng là xuống đường, lúc nãy cô trò mình có nói đường cong không? Đường cong của phóng là nó thế này, nó đây. Nhưng mà đây là coi như rằng là anh ta phóng chậm quá, cho nên là trong cái độ rộng tô này, nhìn này, nó coi như là không đổi. Bởi vì phóng rất là chậm, cho nên nó giữ được cái điện áp, hay nói khác chính là cái giá trị UC lúc ban đầu mà nó nạp nhanh đến đây tô và nó giữ được, thì quá trình này gọi là quá trình giữ
Còn quá trình này gọi là quá trình lấy. Đây là giữ tương ứng. Tiếp theo, với cái thằng này, tại cái thời điểm tức thời này, anh ta cũng nạp nhanh. Nạp nhanh và anh ta giữ được trong độ rộng. Thằng này, anh này nạp nhanh và cũng giữ cái độ rộng. Em nắm chưa? Và đấy chính là quá trình lấy và giữ mẫu. Quá trình lấy và giữ mẫu hay còn gọi là quá trình phương pháp lấy mẫu tức thời. Lớp mình bắt cái ý và viết vào đi ạ. Như vậy dãy sung ra của chúng ta đấy chính là một dãy sung mà có đỉnh của nó là bằng phẳng hay còn gọi là tín hiệu tam đỉnh phẳng. Tam đỉnh phẳng. Hiểu chưa lớp mình? Tam đỉnh phẳng. Tín hiệu tam đỉnh phẳng. Đấy chính là xét về mặt phần cứng chúng ta vừa nói nhìn. Thế bây giờ cô cho mình mới quay lại để chúng ta xét phổ của tín hiệu lấy mẫu. Phổ của tín hiệu lấy mẫu. Xét phổ của tín hiệu lấy mẫu. Nào, thì trước khi xét phổ của tín hiệu lấy mẫu thì cho cô mấy cái ý ở bên ngoài cái phần chương 2 cho cô hỏi trước. Bây giờ giả sử cô có hàm Dirac, là Dirac T là đây. Lớp mình cô đang đi chậm nhá, bắt ý vào không có là hôm sau không biết là như thế nào mà mô phỏng đâu ạ. Dirac là đây. Hàm Dirac đây. Thì cho cô hỏi phổ của hàm Dirac, tức là phép biến đổi Fourier của anh ta, tức là bên miền tần số của anh ta là cái gì? Tức là cô muốn hỏi Fourier của Dirac T bằng gì ạ? Nào lớp mình, bạn nào cho cô biết nào. Đâu rồi, chương 2, quên đi đâu hết rồi. Theo đúng định nghĩa này, đây chính là phép biến đổi thuận. Thì anh ta tính là tích phân từ trừ vô cùng đến cộng vô cùng của gì ạ? Dirac T, E mũ trừ J, omega T hoặc là 2PF T, DT ấy gì cả lớp. Đúng không ạ? Đây chính là công thức biến đổi thuận đây này. Xác định phổ mà, nó là công thức biến đổi thuận. Tức là chúng ta đang muốn xác định Dirac omega đấy ạ. Hoặc Dirac F đấy ạ. Thì cái tính chất của hàm Dirac là Dirac này nó chỉ xác định tại gốc, tức là trường hợp này chỗ này nó tại T bằng mấy lắm mình? T bằng 0 ạ. Đúng rồi, tại T bằng 0. T bằng 0 tức là chúng ta phải thay vào chỗ này tại T bằng 0 và đây nó vai trò như là một hàm S khác. Cái tính chất này cô trò mình đã nói đi nói lại trong phần chương 2 rồi đấy nha. Thay vào S, hàm S, ST này. Thì rõ ràng ở đây trường hợp này T bằng 0, như vậy hàm E mũ 0 thì bằng mấy? 1 ạ. Bằng 1, như vậy đây chính bằng 1. Như vậy, nói cách khác, hàm Dirac thì bên miền tần số anh ta chính là 1. Dirac omega, cô nói như vậy. Omega, anh ta bằng 1. Vì nhá, Dirac omega và anh ta chính là bằng 1. Đây rồi. Được chưa? Nào, thì bây giờ chúng ta mới nhìn vào, chúng ta mới xem là quá trình lấy mẫu như thế nào. Thế bây giờ giả sử tôi xét này, một cái tín hiệu của tôi là tín hiệu tương tự như thế này, XT, hay là chúng ta đặt vẫn theo lên là XT đi. Và đây là một cái tín hiệu mà tôi nói rằng anh ta liên tục kể vào mặt biên và biến. Cho nên tín hiệu phổ của anh ta tôi sẽ ký hiệu rằng, giả sử là tôi biết là phổ của anh ta là phổ liên tục như thế này. Các em nhìn, và đây nó là XA omega. Omega tương ứng nhé, các phép này biến đổi Fourier, tức là đây là phổ của thằng này. Như vậy phân tích phổ thì cho phép chúng ta mới biết được bề rộng phổ, tức là phân tích anh ta bên miền tần số thì cho mới cho chúng ta biết được xác định tần số F max của tín hiệu tương tự chứ, đúng không? Thì ví dụ giả sử trong trường hợp này anh ta là 2PB, tức là B chính là tần số giới hạn của tín hiệu tương tự. Giả sử như vậy, trừ 2PB. Em nhìn, tôi giả sử là coi như rằng phổ của thằng này chính là thằng đây. Phổ của anh ta đây. Thì bây giờ cái dãy sung lấy mẫu này của cô trò mình này, giả sử là tôi đang xét quá trình lấy mẫu tức thời, tức là tôi sẽ lấy mẫu với cái dãy sung Dirac. Dirac. Dirac.
anh ta đây. P S N T S T và anh ta có chu kỳ là TS liên quan đến định lý lấy mẫu 2TS, 3TS, vân vân, NTS. Bên này nữa, trừ TS, vân vân. Dễ sung. Thì các em biết là phổ của thằng Dirac là anh ta là bằng 1 rồi. Như vậy, tương ứng với cái dãy sung này, thì bên này, cái đường bao của thằng này chắc chắn là anh ta phải bằng 1, tức là PS của omega. Omega của anh ta bằng 1. Chỉ có điều vì cái dãy sung này một thằng đi mắc thì nó là như thế này, nhưng thằng này nó lại là tuần hoàn. Như vậy nó cũng chính là bao gồm các cái phiên bản, hay nói khác là tương ứng là xác định tại omega s. Cô có thể lấy ra omega s đây, 2 omega s đây. Omega s là bằng 2 pi, omega s là bằng 2 pi của fs, hay nói khác là bằng 2π trên TS này nhé. Nhớ là tương ứng với thằng này nhé. Bây giờ mình đang lấy omega. Đấy, nó là đây. Em nhìn thấy chưa? Đó. Còn đường bao của anh ta vẫn phải là bằng 1 rồi. Tức là giá trị, tức là độ cao của cái phổ của thằng này này, tức là biên độ của anh ta vẫn phải bằng 1. Nhớ chưa? Đấy. Thì bây giờ các em nhìn này. Cái tín hiệu mà sau khi chúng ta lấy mẫu về mặt xét ở mặt thời gian, chúng ta nhìn thì anh ta đấy chính là các vạch phổ này, à các cái xung rời rạc này, nhìn này, đây là một thằng, đây thằng này, đây, nó đây, vân vân, tức là nó liên quan đến chính là tương ứng với số nguyên lần của chu kỳ lấy mẫu kia, T, như vậy đây chính là x pam NTS sau khi lấy mẫu. Nó đây, dãy sung nhá. Còn cái đường bao này chẳng qua là tôi vẽ để cho nó tôi nhìn thấy cái thằng theo thằng này biên độ cho thằng này thôi, chứ còn đừng có, không phải thằng này đâu. Nó chỉ là đây để em nhìn này. Rồi, rồi, rồi. Đó, cô đánh dấu chấm đỏ đấy. Thì ở bên miền tần số các em nhìn này, tương ứng với thằng này chẳng qua là cái phép tích chập của hai anh này, như chúng ta nói lúc nãy. Thì bây giờ cái phổ của anh ta trong trường hợp này, vì thằng này đường bao của anh ta là 1, cho nên ra đây là nó sẽ giữ nguyên này, cái anh này và cái anh này, rồi lại cái anh này, xong rồi lại tiếp theo. Và như vậy x pam omega chính là bao gồm vô số cái phiên bản phổ của tín hiệu tương tự là thằng này, là thằng này này, nhưng dịch đi một khoảng số nguyên lần của omega s, tức là tần số góc, tần số lấy mẫu 2 omega s trừ omega s, vân vân. Em thấy chưa? Em nếu mà chúng ta vẽ về mặt cái phân tích thì chúng ta về phân tích về mặt đồ thị chúng ta nhìn thấy như vậy. Như vậy nó bao gồm vô số cái phiên bản phổ của thằng này mà đã được dịch đi các cái khoảng số nguyên lần của tần số lấy mẫu. Thế bây giờ về mặt biểu thức toán học, chúng ta chứng minh từ cái việc này như thế nào? Thì chúng ta sẽ xét bằng biểu thức cả lớp nhé. Thì tạm thời các em nghỉ một chút. Lớp mình ơi, nghỉ ra chơi một chút nha. Để cho cô sạc lại cái điện thoại. Cô ơi. Ơi. Cô giải thích lại cái lịch hành cho cô, em nhìn trong rối quá. Thực hành nhé. Ờ, cái lịch thực hành cho cô. Lịch thực hành em bỏ cái lọc đi em. Có khi là cái lịch thực hành ban đầu là cô đang để cái lọc là bọn em sẽ nhìn, chỉ nhìn thấy một số buổi đấy. Em bỏ hết cái lọc đi nhá, Đàm ạ. Thì em sẽ ra nhìn đây cô đẩy cái lịch. Cô giải thích lại đi cô. Ok, cô giải thích, cô lấy từ cái lịch của cô đi cho bọn em nhìn cho dễ. Vâng ạ. Cô ơi, để em giải thích cho cô ạ. À, rồi thao giải thích đi, thao bảy lên đi. Cô tắt xe đi, em giải thích cho cả lớp cho. Ok. Sau đấy cô cứ nghỉ. Ừ, cô nghỉ đi. Cô sạc điện thoại tí. Rồi, dạ. Cảm ơn em giải thích cho các bạn đi. À, chờ để em lên lấy cái đao, cái link về. Ừ, em đúng để rồi. Online. Rồi cứ trong giờ ra chơi nhé cho các bạn nhá. Đàm ơi, thấy màn hình tôi chia sẻ chưa Đàm? Chưa.